bắt đầu xả một cửa kìa. Từ 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 từ, đang bắt đầu xả một cửa. Thôi bây giờ mở thêm một cửa nữa là hai. Đó, mở thêm được một cửa nữa. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi vào Trị An để review cái cảnh xả lũ của Hồ Trị An. Mọi người theo chân mình để mình review cho mọi người xem nha. Let's go. Chạy chi? Rồi chạy chi. Đâu là cô? Nhà Dung, nhà Dung. Đang ở đến nhà Dung rồi, đứng nhà Dung nè. Rồi thì bây giờ nhóm mình cũng đến cái chỗ chợ Vĩnh An rồi nha mọi người. Thì bây giờ đang chờ bạn mình để tập trung lại rồi đi đến cái chỗ đập thủy điện Trị An nè. Rồi bây giờ mình đang chờ hai người bạn nữa thì đến để bắt đầu đi nha mọi người. Đang đứng ở ngã tư để chờ hai cái ông bạn của tôi đang đến. Bây giờ đi đi, bây giờ ra ra cái cầu đi. Đi đâu cái cầu chứ. Rồi bây giờ là bắt đầu đi qua cái chỗ cái cầu để ngay cái đập tràn đó nha mọi người, để bắt đầu mình đi đến đó để mình review cho mọi người xem. Đây nè, đó người ta đứng ở kia. Thì ta đứng chờ cái đó. Ủa xả cái cầu này hả? Ừ, xả nước quá mà. Nó xả nước ra luôn á. À, xả trong kia kìa, trong kia ta bán đó. Sau đây xả nước ta. Đấy mọi người nhìn nha, ở đây hiện tại bây giờ là không có nước nha mọi người. Cái phần này là phần dưới cái đập. Lát nữa người ta mở cửa ra cái đập tràn á thì nước nó sẽ tràn xuống đây trắng xóa luôn đó mọi người. Ê, có cái quán nào để mình vô uống không? Quán kia vô uống nước được không? Vô đó được không? Ừ, vô đó ngồi đó khơi cũng được mà. Hello mọi người. Hôm nay mình đi vô đây mình ngay chỗ cái chỗ đập tràn Trị An nè, để mình coi cái xả đập. Hiện tại bây giờ là 8 giờ 35. Thì nghe theo thông báo thì là 9 giờ là người ta xả đập. Thì hiện tại bây giờ là ở đây thì cũng có một số người đến đông lắm, đứng ngay đây để chuẩn bị coi xả đập. Cái đập tràn nó nằm ở phía đó đó, một lát nữa nó sẽ xả đập xuống đây, thì ở đây nước nó sẽ chảy xuống cái thượng nguồn này, nó chảy về sông Đồng Nai. Hiện tại bây giờ bắt đầu người ta đang tập trung cũng đông lắm rồi, đang đứng ở đây để chờ, tụi mình cũng đang đứng ở đây chờ, nhóm tụi mình cũng đi đến đây để coi xả đập. Theo thông báo thì 9 giờ đúng người ta sẽ xả đập. Giờ mình đang đứng trên cái cầu. Cầu phía đằng xa kia là cái đập tràn, tí nữa xả từ chỗ đó. Bây giờ mình qua quán kia uống nước được không? Sát sát vô nha. Đó, hiện tại bây giờ là cái cổng đập chưa có mở cửa nha, chưa có xả nha mọi người. Thông báo là 9 giờ mới xả. Đó, cái cửa cổng xả lại từ chỗ đó đó. Đang quay rung lại cho mọi người xem. Ôi xe xả lũ ở đây. Nguyên đám giờ vô đứng xếp hàng chụp tấm hình coi. Chà chà lên kìa. Mấy em nhỏ che nắng. Ủa chạy đi đâu vậy? Để đây được mà, đi đâu vậy? Đi lúc kia hả?
Ở đây được. Ở đây cũng được mà. Ừ, đây được rồi. Bà Dung mới đi lúc bên kia vậy? Ông Minh đi lúc bên kia luôn rồi. Tám cửa. Ủa đây hả? Hai cửa không chịu. Rồi tám cửa. Ở đây. Thôi vậy đi tới chỗ Dung luôn đi. Đi tới chỗ Dung luôn đi. Đang quay. Hello mấy bạn nhỏ. Mấy bạn nhỏ phải che nắng để ngồi coi xã đập đây. Hello. Chưa tới giờ bạn. Chưa, đúng 9 giờ. Đi đang chụp rồi. Tự nhiên hai người kia lên kia vậy? Báo động trước rồi đó. Báo động trước rồi đó. Hú để cho người ta coi hả? Hú để người ta đi lên đây hết chưa? Không, hú để cho người ta đừng có ai ở dưới này nè. Chưa. Nguy hiểm lắm á. Chưa rảnh hú cho người ta đi coi. Đúng à. Tới trong cái con đó. Anh vào cổng. Em nghe hết. Lên đó luôn. Đang kêu mấy người đó lên đây luôn. Cầm cặp cho nó. Ở dưới kia cũng được mà. Quay đạo thì mình đang ship hàng gì đây. Đó, nguyên nhóm đang ship hàng để chờ. Đang ship hàng để chờ. Kiều ơi. Rồi. Từ từ nữa. Nhóm đang ship hàng. Chơi mặt vàng luôn á. Rồi không hẹn đó nha. Đi qua đi, ba người qua đứng đó. Chuyên Minh chụp rồi. Mấy ông Minh đứng đây chụp, theo dõi đi đi. Ủa ba người màu vàng đứng bển để chụp hình. Thiếu nợ đi nhảy cầu. Chờ 9 giờ là không xả là mình tự xả. Kìa chụp ba người màu vàng. Ông Minh kìa, cái máy ông Minh. Nó lấy mày cái này tay leo là sao lấy mày được. Mày gì tôi đang quay clip thôi. Tôi đang quay clip thôi. Ông chụp máy ông đi, mấy ông lấy tôi leo qua bển. Khỏi cần mày. Vui thiệt quá. Đây nè. Mấy bạn nhỏ quá trời luôn. Đang đi coi. Bơi chụp chứ bơi. Mấy máy này tay le mà. Tôi chưa có chụp. Thấy không? À, chưa thấy mà. Bắt đầu xả một cửa kìa. Cửa. Từ từ đang bắt đầu xả một cửa. Đang bắt đầu xả. Đó, bắt đầu xả một cửa nè bà con ơi. Ủa thằng rồi này năm nay nắng hú rồi trời. Hú nãy rồi, hú lúc 8 giờ rưỡi. Hú rồi đâu chị. Hú lúc 8 giờ rưỡi để cho mọi người ta tránh. Đã nghe đâu. Mới con cửa à thì từ từ nó mới xả chứ. Quay clip với điện thoại. Quay. Xác vô này mình tạm kéo lên con. Kéo hết lại quay giống như chưa bùng ra. Bắt từ tay quá hả? Chưa từng đi con. Dạ em nó chút cần nó nữa. Đặt đầu. Anh ơi sao không có tốt gì vậy? Đây đây đó luôn. Mấy cái số rồi. Người ta đứng ở trên đó cách cửa nhanh hơn. Sẽ có cửa à. Nó không dám xả cái này đi chụp người ta đi dòm có lý. Có
đứng ngoài lầu đường kêu mình chạy lấy nó từ từ lên, nó đâu dám xả ào cái đâu. Xả từ từ từ. Coi hồi chừng mất xe nha mấy ông. Mê mê hơi mất xe chết dịch luôn. Chả tám cửa quay nó đều thôi. Tôi quay đi, người coi, quay người coi. Đây người coi rất là đông. Người coi còn đông hơn nước xả. Xả không đông ghê. Giờ xả ăn cửa tới chiều xả ăn cửa nữa. Có xả được rồi. Có rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mọi người ơi, giờ ai muốn ăn đâu còn kịp. Giờ cái số lượng người đứng coi đông lắm nha mọi người. Có cả xe hơi người ta cũng dừng lại trên cầu nữa. Người ta đứng đầy ở trên cầu để coi luôn nè mọi người đó. Đó đi. Người đi coi đây, mình cũng là người đi coi. Mình cũng là người đi coi đây. Bây giờ nó đang xả ở trên đó rồi đó mọi người. Nhưng mà xả có một cửa thôi thì nước nó chưa có chảy xuống kịp. Đây nè, mình quay nè. Cái đèn cho giám đốc xả thêm. Đúng rồi, có người ta đi coi đã thông báo thì xả luôn đi. Xả còn tiết kiệm nữa. Xả tiết kiệm là mình nói đùa nha mọi người. Đừng, tại vì xả nước người ta cũng phải theo lưu lượng nước, tại vì xả nhiều quá thì ở dưới này sẽ bị ngập lụt đó nha mọi người. Ê, bây giờ mở thêm một cửa nữa là hai đó, mở thêm được một cửa nữa nè, là mở được hai cửa. Từ từ, từ nó mới mở hết. Từ từ đó nước bắt đầu tràn ra đấy. Cái này báo thôi cho anh. Này lấy tay lẻ. Năm nay nó mở. Này mở mấy cổng anh. Mở từ từ mà. Bình thường nó mở ba cổng. Mở từ từ cho áp lực nước nó đừng có chảy nhiều quá. Nhưng mà hồi trưa nó cái lại cái cành cẩu này nó chạy tới rồi nè, nó bắp lên nó kéo lên. À, nó kéo một lần đó. Còn giờ này nó xin giờ này nó làm kiểu khác. Giờ kiểu khác rồi, nhớ giờ nó làm mình nãy rồi. Giờ nó vừa áp dụng nổi. Còn mở hơn lượt rồi nó nghe sụp liền. À, bây giờ cái số lượng người đứng trên cầu đông quá mọi người ơi, bắt đầu bây giờ cảnh sát giao thông người ta bắt đầu đi dọn, đi đuổi, người ta không cho đứng trên cầu nữa. Người ta bắt rời đi, không được đứng trên cầu, đừng được tập trung đông người. Mình đứng ở phía đầu cầu phía này, công an bắt đầu đuổi từ đầu cầu phía kia. Đó mọi người có thấy không, xe rất là đông. Xe hơi, xe đồ cũng đậu đầy trên cầu hết, số lượng người rất là đông. Vì người ta sợ sập cầu á mọi người, nên là cảnh sát giao thông người ta đến, người ta không có cho đứng lại, người ta kêu phải đi, phải đi ra khỏi cái cầu. Nên là mọi người thấy không, số lượng người đứng trên cầu rất là đông luôn nè, đông như chảy hội luôn. Giờ công an giao thông cũng đến chỗ của mình đứng rồi nha mọi người. Bây giờ mình phải đi thôi, bây giờ bắt đầu phải đi nè. Không tới à, anh bán kem ơi. Chạy đi anh bán kem ơi. Yêu cầu mọi người di chuyển nha. Rồi thì bây giờ mọi người cũng giải tán bớt rồi nha mọi người.
thì cái phía đầu cầu này mình bắt đầu mình đi về cái phía đầu cầu này thì cũng còn một số người cũng còn đang đứng, có một tết người đi chạy xe đạp đúng quá mọi người. Cái đoạn giữa cầu này nè mọi người, có mấy anh đi xe đạp á, cuộc á, mấy ảnh đứng mấy ảnh xem á, thì cảnh sát giao thông người ta đến người ta kêu đi thì mấy ảnh lại không đi, mấy nên là bị mấy anh cảnh sát giao thông đuổi á mọi người, rồi có lời qua tiếng lại ở chỗ đó đó. Rồi sau khi mà cảnh sát giao thông người ta giải tán ở trên cầu hết á mọi người, thì tất cả mọi người ở đây á, người ta lại đi lên trên cái dốc ở phía bên trong này mọi người, đi lên cái dốc bên trong gần cái đập để người ta đứng xem. Thì mình cũng có đi lên đây để mình quay cho mọi người xem nè. Thì mình đi lên đây thì nó gần ở chỗ cái đập ở trên phía này, thì mình quay ra cái chỗ cái cầu ở ngoài kia cho mọi người xem. Thì trên này cũng tập trung đông người lắm, cũng có một số mấy anh YouTuber để đến đây để quay nè mọi người, cũng nhiều người đến lắm. Đứng trên cái đồi này nhìn xuống cái cầu mà hồi nãy mình đứng quay ngược lên đó mọi người, thì bây giờ công an giao thông người ta dẹp hết rồi, giờ không có còn ai đứng đó nữa hết á, nên là mình đứng trên đồi này mình quay xuống nè để cho mọi người xem. Rồi đó là cái cầu hồi nãy là tụi nhóm mình đứng với lại mọi người đứng đó để xem lên cái đập tràn đó mọi người. Rồi bây giờ mình cũng ở trên cái đồi mình đi xuống nha mọi người. Đi qua má đà rồi. Đi 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 đi. Rồi bây giờ ở đây là cũng nắng rồi nha mọi người, nên là nhóm mình đi qua bên Mã Đà đi uống cà phê, đi kiếm cái quán nước để uống cà phê. Rồi đi nha. Rồi bây giờ đi qua Mã Đà chơi. Rồi ok. Rồi chạy vô. Đi. Giờ tụi mình đến cái quán Napi Garden nha mọi người. Chạy xe đâu? Chạy vô luôn hả? Rồi chạy vô luôn đi, chạy vô luôn đi. Rồi. Rồi bây giờ nhóm vô tới chỗ quán cà phê Happy Garden. Vô uống cà phê Happy Garden. Đây. Đi. Rồi bây giờ vô quán nước ngồi uống nước nghỉ mệt. Bữa nay chơi vàng trơn lọt. Chơi vàng lên lọt luôn. Vãi nãy ông Minh mặc vàng luôn đi. Vàng nổi thôi. Người ta muốn ghiền bánh tầm. Qua đây luôn nè, trực luôn. Nè, ăn đi, ông bóc ông ăn đi đó. Ngon không? Ngon không? Đặc sản của chị An. Chị An, lần nào vô chị An cũng ăn bánh tầm bì. Ngon lắm. Đang quay nè. Đó, bánh bò, chôm chôm. Sơ bắp nữa. Trời ơi, người ta chưa quay đẹp nữa. Quay cái mặt không trời bán. Mời. Quay hết bàn mà. Dung mới mua tờ lưa hết.
không order. Không có đời. Bà nghe mua cái ngày hàng không thấy. Tôi là khách hàng là thượng đế. Bà chủ không có chùa. Ai mua xong mua ngày hàng không? Sai tài khoản. Sai tài khoản. Sai tài khoản. Nó có chỗ quẹt không? Nó quẹt. Có ngàn ngàn nó tức quá, tao cởi quần vô quẹt. Cái gì vậy? Có ngàn đòi quẹt. Này đòi quẹt bẻ. Mua ngàn ngàn đòi quẹt. Mua ngàn cho anh em xin cái bệnh cho chưa. Nè, order nè, ra đi. Chân ngủ bên yêu. Bên yêu. Thằng đáng mà chị. Mình đi nước uống nè em. Này đồ ăn nè. Hai chiếc tùng rồi. Này cũng có đủ đồ ăn hết nè. Cà phê. Cà phê đen sữa. Cà phê sữa tươi, cacao. Ê, cà phê muối là gì cho tao uống? Cacao đá. Mặn lòng hơn tình xưa đó. Cacao sữa đá và ua soda. Vô trái cây. Dạ, bột kem á. Tươi rừng hạt é. Nước mót thảo mộc. Cam giác cam. Chanh tươi, ê, ướt rừng hạt é đi. Hết hả? Trời ơi, tưởng là có cái đó uống, nào uống thử. Trà xanh, trà đào, cam xả, cam nhắc, nước mót, thảo mộc là gì em? Dạ, nước mót là nó từ cái thảo mộc á. À, vậy hả? Chanh tươi, cam giác, trà đào, cam xả. Chanh trà đào. Cái muốn gì? Trà đào cũng được. Trà đào cũng đi, cho nhập. Trà đào mình xả luôn hả? Trời ơi, đi thử đi. Đi thử luôn hả? Muốn gì? Tôi dễ làm. Cà phê muối vô tám, cà phê muối có. Hai cà phê muối nè. Trà đào cam xả ba nè, ông Tâm uống gì? Trà đào mình xả luôn hả? Là bốn. Nói được không? Cho một cái dâu trái cây đi em. Không. Nó đang ăn. Ăn thì ăn, ăn luôn. Ăn làm trong miệng nói gì? Đủ rồi. Đủ rồi. Bốn trà đào cam xả. Có bảy à? Hai cà phê. Hai cà phê, một cái dâu ưa trái cây. Vậy như trái cây có nhiều hương, chanh dây, khúc bùn tử nào, dâu dâu. Khúc bùn tử. Kêu dùm rồi. Tự nhiên tôi uống, không kêu dùm đi trời. Cái thằng chăm chăm, cái thằng chăm chăm này cứ mùa dặn, cứ mùa sớm dặn. Sắp hết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mã cục cũng vậy. Mình mua cái mình nói. Tâm tâm cho bịch gì đấy. Bịch mía lậu. Ủa chị kéo mới có chân sao đây hả? Ngồi đi, ngồi đi. Đứng ra ngoài. Đứng ra ngoài, ngoài chị dâu. Ngồi ghế nè. Đây nè dâu. Ngồi đi. Thà con Liên ngồi đâu? Ngồi đây. Ba người được ba ngồi. Đứt không? Đứt không? Đứt. Không đứt đâu. Mới nói lại nữa. Ngồi đây đó. Ngồi đây. Ngồi đây cái mặt mới vui. Gãy cái cây này mới vui. Không có gãy đâu mà. Mày ngồi nhẹ nhàng đi, mày đứng nhẹ nhàng. Rồi đứng chưa? Rất tươi đắt chưa? Dũng. Rồi Dũng vô ngồi ba đứa đi. À xéo vậy. Kẻ bên Liên à, Liên ngồi chơi nhóm lên xíu Liên. Đó, Dũng vô. Trước kìa. Trước vô. Ngồi vô tính ngồi. Mày áo vàng qua đây không đi, cho đủ áo vàng. Nó thích chưa chỗ tôi đứng đâu. Tôi đứng cái mình nha, tôi đứng cái mình trong. Tôi đứng cái mình trong á. Đứng giữa, Tâm đứng này Tâm. Thôi tôi đứng đứng trong. À, hai ông cao đứng ngoài. Ờ đó, đứng vậy đi rồi tôi đứng vô. Ghê quá ta. Nó bấm được một mắt luôn. Ủa, đèn không ghê. Rồi nha. Làm thả tim đi. Thả tim. Rồi. Đó nó chạy đẹp. Trời ơi, mày đứng rồi. Cái nhỏ con mà nó ngồi một cái nhũ một cái. Mà tao ngồi đây mày quất tao. Đứng lên đi cho nó đẹp. Đứng lên. Đứng lên đi cho đẹp. Ờ đứng đứng lên dây á. Cua lên cái nhũ xích đu quá. Sao cho dùng luôn. Ừ, đưa mặt vô trong. Đó, hai người nghiêng đầu vô. Đợi nó đi cho nó đẹp. Ừ đó, trời ơi hay vậy. Đâu mà bộ mà đen hay vậy. Cầm dây á, ừ, rồi quay lên bỏ chân lên luôn, bỏ chân lên cho nó bậm trận. Đó. Vô bỏ chân bên kia. Ừ. Ờ đó. Hai người ngầu thiệt. Kiến ơi con Huynh. Kiến nào? Kiến băng hai người vàng đúng không?
Rồi nha. Đang định quay kìa. Bây giờ mình đi vòng vòng ở trong cái chỗ quán cà phê. Đây có cái hồ sen này. Đây là có mấy cái lều để cho ở lại qua đêm. Như các bạn, mấy bạn ở xa đến đây thì ở lại. Thì ở đây người ta cũng có cho thuê lều trại để ở lại mọi người. Thì nếu mà các bạn mà ở xa đến đây thì mình thuê cái lều ở lại qua đêm, rồi ở đây chơi thì cũng rất là thú vị nha mọi người. Không được tự ý mở cửa phòng nha mấy huynh. Đừng có mở phòng của người ta nha. Không được mở cửa phòng. Ngáo. Diễn viên này dễ nha. Diễn không đạt vậy là về trừ. Về trừ trừ cách C lại. Đứng ra đây chụp cha. Từ từ. Minh luôn. Rồi, cái nó đẹp, chụp qua đẹp. Đây chụp hình của mình đó đó. Mấy đứa xếp mỗi đứa một cái cọc để đèn ở ngoài kia chụp đẹp. Thế vậy. Đó, đang đứng chụp hình bên đó. Bên đây là bờ sông. Ngoài kia có chiếc ghe máy chạy đẹp quá ha mọi người ha. Nhìn thơ mộng ghê luôn á. Cha già, nhiều chuyện. Tuổi gì tuổi thơ. Vậy hả? Ông Minh chụp giùm Liên kìa. Giống làm xiếc quá. Sau khi nghỉ ngơi, tham quan chụp hình uống nước ở cái quán cà phê này xong thì cũng đến giờ trưa rồi. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi ra ngoài chợ Vĩnh An
đi đến cái quán cơm niêu để ăn cơm niêu, ăn trưa và tạm chia tay ở cái quán cà phê này nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ nhóm mình quay lại cái cầu hồi sáng lúc mà chỗ xả đập tràn này mọi người. Thì bây giờ nước nó bắt đầu nhiều rồi nè mọi người. Thì cái cửa đập nó vẫn xả có một cửa thôi, nhưng mà bây giờ là nước nó nhiều rồi đó, nó tràn xuống dưới này đã nhiều lắm rồi nè mọi người. Để mình review cái chỗ này cho mọi người coi nè. Đây là cái phần phía dưới của bên cầu nha mọi người, phía dưới thượng hạ lưu ở bên này nè, là bên bên kia cái đập tràn xuống bên này. Bây giờ nước nó đã tràn qua bên này rất là nhiều luôn rồi nha mọi người. Mọi người thấy nước nó chảy qua bên này rất là nhiều không mọi người? Nó chảy xiết như vậy luôn đó. Nếu mà xả hết 8 cửa đập thì nước bên này nó sẽ rất là nhiều nha, nên là người ta chỉ xả từ như vậy để cho phía dưới hạ lưu này nó sẽ không bị ngập nha mọi người. Cái nước này là nó sẽ chảy về sông Đồng Nai mình đó nha mọi người. Nước chảy về cho sông Đồng Nai là hồi xưa là cái đường này là cái đường sông Đồng Nai chính nè, xong người ta làm cái đập đắp lại để chuyển qua nhà máy thủy điện, cho nước nó chảy qua nhà máy thủy điện thì hãy dư nước trên hồ chứa thì người ta mới xả trở lại cái đường này cho nó chảy về sông Đồng Nai để giảm lưu lượng nha mọi người. Bây giờ là 12 giờ rồi nha mọi người. Bây giờ mình đang ở chỗ xả đập mà hồi sáng này đang xả nè. Bây giờ nước nó tràn xuống rất là nhiều rồi nè mọi người. Bây giờ nước nó tràn xuống dưới này, hồi sáng thì đang xả thì nó không có nước. Bây giờ bắt đầu nước nó tràn xuống nhiều lắm. Bây giờ nó đang chảy về dưới sông Đồng Nai rất là nhiều. Hay người ta đi bắt cá đó nha mọi người. Đó, người ta đi xiệt biển kìa. Đó, người ta đi xiệt cá ở dưới đó đó. Như người ta đằng kia cũng nhiều người đi bắt cá lắm đó. Người ta đang đi lấy lưới rồi người ta hứng cá ở trên đó, nó chạy ra. Mà hôm nay nó xả có một cửa, hôm nay xả có một cửa đặt ha. Cái cửa xả bây giờ nước nó mạnh lắm. Đây xác trên người cho mọi người coi. Cơm niêu bản đảo đại nguyên. Nhìn ngon ha, nhìn hình ngon nhưng mà không biết ăn có ngon không. Để lát nữa review. Lát nữa review mới biết ngon hay dở. Cơm niêu. Nhau như mọi người nó sạch nó gọn cái bột. Nhiều má ơi. Cơm niêu. Giờ chưa có đồ ăn gì mấy cơm niêu chưa? Chừng có 56 là ok nhất. 56 là ok nhất. Hả này là bông bí, bông bí sò tỏi. Nhìn ngon nè. Bông bí sò tỏi nè, còn này là món gì? Cái này là ăn ông nội nè. Cá lăng kho. Cá lăng kho nghệ. Bỏ về đâu kia? Đây có. Được, còn canh với lại gì nữa? Xin qua đó đi đây. Rồi chụp tấm luôn nè. Ai để quay vậy? Quay lên kia rồi nè. Đó. Thì đang quay phim chưa hả? Đang ăn trưa nha. Ăn trưa để ở cơm niêu. Rồi mời mọi người ăn cơm trưa. Ok. Bản chua cá lóc. Ông thông gia nhà cái đâu? Chua cá lóc. Bản đây mực. Đúng này ông. Mực sạch chua ngọt. Cá lóc nó tắm. Đó. Cái gì cái đồ dưới đó. Hả? Cái nào mới ngọt cái đó. Nó to hơn chứ. Coi. Anh xuống thì nó chín. Cái này quá trời bữa. Cái này là. Ngập hết đi tâm ơi. Nhiều lắm. Rồi sau khi ăn trưa xong á, thì tụi mình chuẩn bị đi về lại Chẳng Bơm. Thì chia tay một người bạn ở Trị An. Rồi tụi mình đi về, hẹn lần sau là gặp lại. Chắc là hẹn cái ngày mà đóng cửa đập để mình vô mình coi người ta bắt cá đó mọi người. Tại vì bây giờ nó đang xả đập thì chưa biết khi nào đóng cửa. Thì khi mà lưu lượng nước xuống hết rồi thì người ta sẽ đóng cửa đập. Thì khi mà đóng cửa đập xong á, thì cái nước ở dưới đó nó sẽ cạn đi. Thì người ta sẽ xuống người ta bắt cá rất là nhiều nha mọi người. Đây nè,
Bye bye. Thôi cam cam cam. Đến đây là chỗ ngã tư Tân Lập. Thì có hai người bạn mình ở Dầu Dây thì sẽ đi hướng Sóc Lưu về, còn tụi mình sẽ đi rẽ hướng Trảng Bom về. Thì đến đây cũng kết thúc video trong ngày hôm nay rồi. Thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Nhớ đón xem và ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Thank you.